nguồn tin của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày 28 tháng 4, sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án từ Viện Kiểm sát cung cấp, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng thêm 60 ngày để chờ xét xử. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, đến ngày 4 tháng 5, tòa đã phân công thẩm phán Bùi Đức Nam thụ lý giải quyết vụ án. Như vậy, tính từ thời điểm bị bắt tạm giam vào ngày 24 tháng 3 năm 2022, sau nhiều lần gia hạn, bà Hằng đã bị tạm giam tổng cộng hơn 13 tháng. Nhiều người lo lắng cho sức khỏe của bà Phương Hằng, bởi như trong đơn xin bảo lãnh tại ngoại của ông Nguyễn Quang Tuấn, con trai bà Hằng, thì bản thân bà đang có rất nhiều bệnh nền, sức khỏe giảm sút và thậm chí có thông tin bà Hằng đã sụt 20kg kể từ khi bị tạm giam. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đây là vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do bà Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm thực hiện. Bà Nguyễn Phương Hằng thông qua các tài khoản mạng xã hội phát sóng trực tiếp để xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự của ông Võ Nguyễn Hoài Linh, nghệ sĩ Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ Vy Oanh, bà Đặng Thị Hằng Ni, nhà báo Hằng Ni, ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Trần Thị Thủy Tiên, ca sĩ Thủy Tiên, cùng chồng là Lê Công Vinh, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, ông Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bà Nguyễn Phương Hằng còn mời tiến sĩ luật, giảng viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh Đặng Anh Quân để tham gia 11 buổi livestream của mình. Bị can Đặng Anh Quân cùng tương tác phát ngôn về nội dung liên quan, góp phần cổ vũ tinh thần, tiếp thêm ý chí cho bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội. Ba bị can Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của bà Hằng, Lê Thị Thu Hà, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam, có hành vi giúp sức tích cực cho bị can Hằng thực hiện hành vi phát ngôn, đăng tải các nội dung xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự các cá nhân. Ngày 6 tháng 4 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Đại Nam, cùng 4 đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Cơ quan điều tra xác định trong vụ án này, bị can Nguyễn Phương Hằng đóng vai trò chủ mưu cầm đầu, 4 bị can còn lại giữ vai trò giúp sức. Dư luận đánh giá, với những sự việc làm sai trái của mình, bà Phương Hằng có thể sẽ chịu thêm tình tiết tăng nặng. 4 đồng phạm giúp sức cho bà Hằng gồm Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của bà Hằng, Lê Thị Thu Hà, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam, ông Đặng Anh Quân, giảng viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Cả 5 bị can trong vụ án này đều bị đề nghị truy tố theo khoản 2, điều 331 Bộ luật hình sự. Khung hình phạt ở khoản này là bị phạt tù từ 2 đến 7 năm tù. Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định trong vụ án này, bị can Hằng đóng vai trò chủ mưu cầm đầu. Các bị can Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân và Đặng Anh Quân có vai trò đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội. Các bị can phạm tội có tổ chức và phạm tội 2 lần trở lên. Cũng theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Phương Hằng là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, được nhiều người biết đến và được nhiều người theo dõi trên mạng xã hội. Lợi dụng sức mạnh ảnh hưởng của cá nhân, bị can Hằng đã liên tục tổ chức các buổi live stream, phát ngôn nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung chưa được kiểm chứng và phát ngôn về chuyện bí mật đời tư, cuộc sống riêng của nhiều cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều người khác, đã gây ảnh hưởng, tác hại xấu trong dư luận xã hội. Trong đó, bị can Hằng đã đưa lên mạng xã hội những thông tin thuộc bí mật đời tư, bí mật gia đình, đời sống riêng tư, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự cá nhân của ông Nguyễn Đức Hiển, ông Võ Nguyễn Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, bà Đặng Thị Hằng Ni, bà Trần Thị Thủy Tiên, cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Huỳnh Minh Hưng, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu và bà Trương Thị Việt Hà. Các bị can Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân, mặc dù không có mâu thuẫn với các cá nhân nêu trên, tuy nhiên do là nhân viên và hưởng lương từ bà Hằng, nên liên tục thực hiện các hành vi giúp sức tích cực cho bị can Hằng, thực hiện hành vi phát ngôn, đăng tải các nội dung xúc phạm nghiêm trọng uy tín danh dự cá nhân. Khai tại cơ quan điều tra về lý do mời Đặng Anh Quân, bà Hằng cho biết bà và Đặng Anh Quân đều là những người có kiến thức, là người hiểu biết về pháp luật, có trình độ chuyên môn cao, là người cùng chí hướng, cùng quan điểm, nên không cần bàn bạc trước vẫn có thể hiểu nhau, tung hứng với nhau trong các buổi live stream.
Riêng các tài liệu mà Quân sử dụng trong các buổi live stream là các nội dung pháp lý mà Quân đã chuẩn bị từ trước để đem ra phân tích cụ thể hơn khi live stream. Hơn một năm trôi qua, kể từ thời điểm bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, vụ án này đã qua 3 lần trả hồ sơ điều tra bổ sung. Ngày 26 tháng 4 vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất cáo trạng truy tố bà Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm về cùng tội danh trên. Mới đây nhất, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tiếp nhận hồ sơ truy tố từ Viện Kiểm sát cung cấp, đồng thời phân công thẩm phán Bùi Đức Nam thuộc Tòa án Hình sự Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý giải quyết. Trước đó, cơ quan chức năng từng chia sẻ vụ án liên quan bà Nguyễn Phương Hằng là vụ án phức tạp. Sau khi vụ việc xảy ra, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phải chỉnh sửa 3 quy định về live stream trên mạng xã hội. Từ năm 2021, Công an tỉnh Bình Dương và Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhận được nhiều đơn của cá nhân tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và đe dọa giết người thông qua việc nhiều lần phát ngôn trực tiếp qua mạng Internet. Chuỗi live stream của bà Hằng đã tạo làm dậy sóng dư luận với nhiều phản ứng. Công an hai địa phương này cũng nhiều lần mời bà Hằng lên trụ sở để làm việc, khuyến cáo, nhắc nhở. Trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2022 đến nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã có 4 lần làm việc với bà Hằng. Tuy nhiên, bà Hằng vẫn không dừng những buổi live stream trực tiếp mà có những lời lẽ nhắm thẳng đến những người đã tố cáo mình. Cơ quan điều tra cho rằng bà Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên Internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng liên quan đến đời tư của người khác, trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Bên cạnh đó, trong quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng không hợp tác, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác. Thậm chí, bà Hằng tìm đến tận nhà ở, nơi làm việc của người đã tố cáo mình. Mỗi lần bà Hằng tìm đến nơi ở, nơi làm việc của bất cứ nhân vật nào, bị bà điểm mặt cũng có rất đông YouTuber, Facebooker và người hiếu kỳ tập trung theo dõi, mất an ninh trật tự. Ngày 24 tháng 3 năm 2022, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam để tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng để điều tra. Đến ngày 22 tháng 4 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Dương cũng khởi tố vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng sau khi xác minh làm rõ 6 đơn tố giác tội phạm của 6 cá nhân gồm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, cựu cầu thủ Công Vinh, nhà báo Hằng Ni, nhà báo Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan. Ngày 6 tháng 5 năm 2022, thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết, do vụ án do Công an Bình Dương khởi tố có cùng nội dung, tính chất, người tố cáo và người bị tố cáo, nên Công an Bình Dương kiến nghị Bộ Công an chấp thuận cho nhập vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng để Công an Thành phố Hồ Chí Minh điều tra. Tháng 9 năm 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ để Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh điều tra bổ sung vụ án này, làm rõ vai trò đồng phạm, đồng thời xem xét việc nhập vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng do Công an Bình Dương khởi tố nhằm giải quyết triệt để vụ án. Đến chiều ngày 1 tháng 11 năm 2022, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, Đại tá Trần Văn Chính cho biết, đơn vị này đã chuyển hồ sơ vụ án bà Nguyễn Phương Hằng cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 3 tháng 11 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố Nguyễn Phương Hằng can tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Tuy nhiên, tháng 11 năm 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trả hồ sơ vụ án lần thứ hai, đề nghị làm rõ về vai trò của những người có liên quan giúp sức tích cực cho bà Hằng, trong đó có các trợ lý, người dẫn chương trình và khách mời trong các buổi live stream. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh tạm hoãn xuất cảnh đối với ba bị can, gồm Nguyễn Thị Mai Nhi,
Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân. Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát công an thành phố Hồ Chí Minh xác định các bị can Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân có vai trò đồng phạm giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng livestream xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự nhiều cá nhân. Đến tháng 2 năm 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả hồ sơ lần thứ 3 để điều tra bổ sung vụ án, đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra nêu rõ kết luận về giám định nội dung phát ngôn của ông Đặng Anh Quân, mà cho rằng có nội dung đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của người khác. Ngày 6 tháng 4 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra. Viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, thường trú 1719 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, giảng viên đại học, Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam, Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự 2015. Ngày 26 tháng 4, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định tạm giam thêm 10 ngày, từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5 đối với bị can Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, CEO công ty cổ phần Đại Nam. Như vậy, vụ án đã được điều tra suốt hơn 10 tháng, trải qua 3 lần trả hồ sơ và gia hạn tạm giam 5 lần đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Dù bà Hằng và gia đình từng có đơn đề nghị xin được bảo lãnh tại ngoại đến 6 lần, trong đó có một lần ông Nguyễn Quang Tuấn, con trai bà Hằng đề nghị được nộp 10 tỷ để bảo lãnh cho mẹ, tuy nhiên không được cơ quan chức năng đồng ý. Ngoài ra, quá trình bị tạm giam, bà Phương Hằng cùng người thân đã làm đơn tố giác các nhà báo, nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như ca sĩ Vy Oanh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, luật sư nhà báo Hằng Ni. Bản thân chồng bà Hằng là ông Huỳnh Uy Dũng cũng bị bà Hằng Ni tố giác từ trong trại giam vì đã có hành vi giúp sức bà Hằng trong quá trình livestream xúc phạm nhiều người trước đó.